Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel System Gaming của mình nha. Và hôm nay chúng ta sẽ chiến tiếp tục cùng mình tựa game ARK Survival Evolved, tập tiếp theo trong cái series Sentinel Map Feeder này của mình. Thì ở trong tập này mình sẽ đi bắt một vài cái con thú rim với lại thử đánh boss ở bên cái mod Quick Plus này xem như thế nào. Tại vì bữa giờ mình đang thắc mắc là làm sao để mà chúng ta tìm ra được cái ngọc rồng Dragon Ball ở bên cái mod Wii Plus nè. Thì mình có lên cái trang wiki của cái này thì admin họ nói là mình phải đi đánh boss các bạn ơi. Nó có một cái bàn để cho mình sum ra mấy con boss thì phải. Ở level 90 đây. Nó là mấy cái này nè. 1 2 3 4 đấy. Mình nghĩ là mình sẽ làm ra một cái này, sau đó mình đặt ở chỗ nào đấy rồi mình sum ra boss. Hình như vậy hay sao á. Nhưng mà mình chưa biết cái con thú ở trong đây nó mạnh cỡ nào nữa. Chưa bao giờ gọi ra luôn. Ây da, hay là mình sẽ đi bắt một cái con thú rim mà đó nó khỏe một xíu đi. Để mà mình đánh chứ, tập trước mình mới tem được cái con Maywin với lại cái con Terry à. Hai con đó thì chủ yếu là để farm với lại để đi khảo sát đi vòng cái map thôi. Chứ mà đánh boss mình nghĩ mấy con trong đây chắc khỏe dữ à. Mấy con này thì chắc cũng phải tầm mấy tỷ máu là ít, cho nên là mình mới hơi quan ngại xíu. Không biết là mấy con nó quấn được không, nhưng mà cái con Maywin mình vẫn bị lỗi các bạn à. Mình đã thử gỡ hết giáp ra rồi mà cũng tắt hết mấy cái chế độ kia rồi, nhưng mà nó bay nó zoom kiểu cái màn hình khó chịu lắm. Mình không biết cách nào mà để có thể gọi là fix cái này, nhưng mà cái con Maywin bình thường thì mình lại bay được nha. Vậy đó, chắc chắn là do cái con Maywin mod đó rồi đó. Con này mình lựa bình thường nè, đâu sao đâu. Mà cái con Maywin bên cái mod stream mình nó bị gì á, không lượng được. Quá trời đâu. Với lại tí nữa còn thời gian mình sẽ xem thôi, mình tiến hóa con Shadowman này lên thử coi. Hệ Exotic. Vậy thôi. Giờ mà đi một vòng mình đi đi tìm mấy cái con rim mình bắt đi, nhưng mà hình như mình hết cái bồ rồi, phải chế thêm thôi. Bây giờ đợi cho nó ra trái cái đó. Có được mấy quả rồi nhờ. Lấy quả thì mới có cái bồ, có cái bồ mới đi tem thú được. Lần này được 29 quả hả? 29 quả là được bao nhiêu ta? 6 7 cái bồ thì là bắt theo được có một hai con nữa à. Hơi ít nha. Tèn 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 rim honey. Ồ, thiếu cái honey này à. Ok. Mật ong. Tèn 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 tèn. À quên, chuyên mục đầu tiên của mỗi tập là gì? Đó là chúng ta sẽ chơi gacha và ấp trứng của cái con gà Alpha Turkey này. Quên mất tiêu. Ý, con này hình như mình chưa bật Wondering hình như, cho nên là chưa có. Ờ đúng rồi, chưa bật mà là mình có trứng. Hai con này hai quả. Mấy cái ổ nó làm nó cũng đẹp đi ha. Tiền 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 tiền. Tập trước mình cũng có một cái trứng mình lụm ngoài tự nhiên nè. Không biết là do con gà hay là do cái con Knocklin này nó đẻ ra nữa, chả biết. Đợi một xíu đi, mình up mấy cái này đi. Mình qua bên kia mình lấy mình chế kiếp bồ. Ui cái này nó làm nhanh quá ha. Rồi, để xem coi bữa nay chúng ta sẽ được con alpha gì xịn không. Bạc. Ồ, con đô y này thì có rồi nè. Con này có rồi. Tiếp tục. Con gì đây? Gallimimus. Con này không biết mình có chưa nữa. Hình như chưa đúng không? Trời ơi, lại thêm hai con Gallimimus nữa. Mày coi như là
Quá linh. Ui rồng băng, rồng băng, rồng băng, rồng băng. Wow. Ngon. Nói chung là mình gần đổi bộ sưu tập rồi đấy. Lúc đầu là rồng độc nè, rồng điện nè. Rồng lửa, giờ tới rồng băng. Có cái con Ember với lại Blood luôn rồi đấy. Ui, Alpha Red nè, nhìn nè các bạn. Quá trời đậu. Nhưng mà con này level cao nha, 725 lần đấy. Con gì bé xíu vậy? Ý. À, bạn nào nhớ con này không? Cái con này là nó đậu ở trên vai nhưng mà nó có giúp mình gọi là bay được luôn á. Nó thay cho đôi cánh. Một cặp Argentavis luôn, level 500. Ngon ngon, từ từ để mình check coi Argentavis tiến hóa được không vậy. Được, Argentavis tiến hóa được. Yes. Không biết là cái con kia nó làm vú em được không trời. Nuôi cho mấy cái con này nè. Mấy con này lớn nhanh vậy. Đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta. Maywin, Maywin, Maywin. Maywin làm vú em. Đó. Cái con này nó không bay được nhưng mà nó làm vũ em vẫn được nha, vẫn ổn nha. Áo thật đấy. Còn một con Apex Maywin nữa đâu rồi. Apex đây. Con này cũng không bay được luôn. Con này bay bị lỗi. Chỉ xài con Alpha bay được thôi. Mấy con này để nuôi con. Ấy. Nó nhét một lần bốn con lên mấy cái túi này, mấy cái túi tàng hình rồi không thấy được. Đây, bật chế độ nuôi con bằng sữa mẹ lên nè. Ở trong đây hình như nó vẫn được Imrin mà đúng không? Đâu có sao đâu. Nói chung là ở trong cái tầm của cái con Nanny này là nó lo được hết. Soren rồi. Ấy, lọ ra miếng rồi. Lu 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 lại tí. Hai cái con này mình đang để dành ấp trứng Gigan nè các bạn, để sau này mình làm yên cho cái bọn Gigan tiến hóa. Còn hai con này là mình bắt hồi trước. Đấy, cứ bỏ đây thôi. Nó làm được mấy quả trứng nè. Hai đứa này nó đẻ được 5 quả rồi. Đó, để dành cho làm mấy cái yên. Đền mở gacha nữa đó. Mà có gacha cũng được ít nè. Qua bên đây mở nốt mấy cái này luôn xem còn nhiều không. Bây giờ còn mỗi gacha của cái con này thôi à. Của cái con bên mod Weplus. Mấy con kia hình như là hết đá cho người đó. Ôi toàn steel. Toàn steel in god luôn. Mình phải cho mấy cái con này nó ăn thêm đồ ăn rồi. Rồi, làm thêm cái bồ đi bắt thú thôi. Ôi, làm được 8 cục à. Tại vì hết mấy cái quả này rồi nè các bạn. Cho nên được có 8 cái thôi. Rồi, thì chúng ta sẽ đi kiếm thú rim bắt nha. Con nào đó gọi là đam to đi. Đam to mà thú rim mà. Bây giờ sẽ đi qua bên Asgard đi ha. Asgard có nhiều thú xịn lắm.
Với lại mình đang muốn tìm cái con Rim Riffin mà. Bán gách chơi đã hơn. Vô tình hem chủ yếu là nhà mà có Long Vũ á. Cái vùng que giấy. Alo. Con này cứ mỗi lần vô cực bao ra là nó dí nó tới luôn ạ. Quá trưởng. Quên mình quên bật chế độ gọi là bảo vệ. Được rồi đi thôi. Đâu rồi? Alpha may win, tớ chọn cậu. Đấy, con này qua đây bay sướng lắm nè các bạn. Con này vẫn giữ được chế độ bay nha. Còn hai con kia ngu người lắm. Ui, đó đi tìm thú. Ấy. Khoan khoan khoan, ở đây có mấy con gigan này, từ từ nha, mình đang muốn gọi là bắn xỉu nó để lấy nguyên liệu sau này mình tiến hóa lên nè. Giờ đây. Chết đi quỷ. Ôi bay cao dữ. Khoan từ từ, vẫn còn. Ấy, trời ơi, Night King level 700 mấy luôn ạ. Chả thôi. Ở gần mấy con Night King mình bị phóng xạ. Này có con Toxic này là mình cần bắn xỉu để sau này mà tiến hóa lên này. Ở đây. Nó dí luôn kìa, nó dí tới luôn kìa, vãi chà đậu. Từ tạm thời mình cất nó xíu đã, để nó khỏi bị target. Night King nè, ghê chưa. À, cái con này là cái con Gigan về sau ở nhà mình mà tiến hóa lên cái con này đấy. Giờ thì chưa thôi. Ủa cái con Toxic này 2 triệu tôi bò lần hả? Vậy thì 3 viên. 3 viên xỉu. Dè. Tiếp tục. Ở đây cũng có mấy con Argentavis ngon nữa các bạn. 725. Nhưng mà hình như mình chơi độ khó 25 là level tới 750 mới maximum lận. Kiếm con Riffin ngon phí coi. 125. Toxic Gigant Legendary. Legendary Gigan. Ô hệ này hệ mới à ta? Hình như cái mod Q Plus này người ta mới thêm vào hai hệ là Legend và Might TH. Ôi. Mà các bạn nhìn cái turbo của nó, các bạn nhìn sợ không? Có ít triệu chứ. 48 triệu chứ mấy. Quá trời đầu. 48 triệu. Bắn bây giờ xỉu. Ồ, ai sao từ Griffin nè. Ê, bắt. Lấy DNA cái con này về sau mình tiến hóa được cho cái con Gigan Alpha ở nhà mình. Tập trước mình tiến hóa con Dodorak với lại cái con kia rồi. Hết rồi. Dodorak với lại con Dodo Gigan rồi. Bây giờ để dành cho cái con Alpha Gigan nữa. Exotic file. Ồ. Mình thấy rồi nha, gia đình Shadowman. Để coi coi lấy được đi đây con nào không. Shadowman. Supreme. Con này cắn nhau kìa. Hơ. Vừa lắm con.
cái con thú mình nó không được tàng hình ha nhỉ, nó mà được ngụy trang theo mình thì ngon. Mình không có đi thú tìm, tại vì đi thú á, thú nó bị phát hiện mà nó còn bị rút máu nữa. Mình thì mình đang được kháng rồi cho nên không có sao, mình kháng được mấy cái hiệu ứng kia, hiệu ứng phóng xạ là mình không bị sao cả. Bộ giáp này xịn lắm. À quên, nhắc tới giáp mình còn chưa về nhà mình chế cái bộ giáp rim nữa cơ. Tập trước đánh được boss, được unlock được bộ đồ rim rồi. Bên đây voi ma mút đồ không, Iron Tavis 275. Không không có cái con rim gigan hả ta, có con rim gigan thì ngon luôn ấy. Ê, Alpha Indo 725. Đây rồi. Cái con này mà để dành về sau, tiến hóa lên là đẹp trai luôn á các bạn. Uầy, được nha. Ôi nhưng mà nó chết rồi. Cái nào cắn nó chết rồi. What the fuck? Kìa. Hình như là cái con Riffin này nó cào chết rồi sao á. Ủa, cái gì nữa đây, còn Shadow Idol Red Baby nữa kìa. Hai con luôn. Hình như là con này nó triệu hồi ra thì phải. Ây da, nhưng mà chết cái con Indo level 700 mấy rồi. Phí vậy trời. Ồ, để mà bắt được cái con đó là ngon rồi. Bắt được con đó sau tiến hóa lên là đẹp luôn. Ở nhà mình mới bắt được con level 475 mà. Nên muốn upgrade lên con xịn hơn. Ui. Ui. Khu làng nào ra là làng Viking hả? Rồi. Khổ lắm mày đi ra đi vô như lãnh địa của nó luôn. Quái nồi con này đỉnh vậy ta, biết đi đi. Ở trong đây không 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 có cái gì nhờ. Apex Mammoth. Uầy, nhìn cái làng này là mình nhớ đến cái bộ phim Shang-Chi Rim Rock Rack nè. Thôi con này không phái đâu. Để kiếm cái phim cơ. Đi. Angelo cũng nhiều đấy. Angelo 700. E sa tịch an kilo đấy luôn. An kilo này ở nhà mình có rồi. Ui, có nhạc gì vậy ta, nghe, tiếng nhạc. Ơi, không biết là cái con Heavenly này là đánh nó cho cái gì không, nhưng mà mình chưa thử giết cái con đó thử một lần luôn á. Từ nha, để mình xem coi thú nhà mình con nào đủ đội châu chó để đánh con này không. Chạy chưa test thử sức mạnh của cái con Heavenly nó mạnh cỡ nào nữa. Đây, mình sẽ thử lấy cái con gấu Frost ra mình quánh nó thử nhé. Tại vì con gấu đó tác nó cũng đau mà, tán tới 4 4 triệu 4 triệu rưỡi đam lận đó. Đây mình sẽ thí con gấu này cho con Heavenly thử coi, hai đứa tác nhau rồi xem đứa nào chết. Lần đầu tiên giáp mặt với lại chim thần. Ồ, nó đánh mình bị lốt đốt lửa gì kìa các bạn thấy không. Nhưng mà mai hả bưởi, nhưng mà chú em còn non lắm. Ơi mình được cái gì nè. Từ 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 ở đây là show on your nuclear again là cái gì đây. Linh hồn của cái con đó được thêm Heavenly Crystal nè.
Khoan các bạn ơi, để mình dùng con Theri ra mình cào. Con này được da hay lấy da hay lấy thịt đây? Con này lấy máu hay lấy da đây ta? Lấy da đi ha, chuột phải đi. Ừ, 1.700 da. Ồ, hóa ra mấy cái con này cũng không khỏe lắm bạn ơi, vừa thôi à. Con gấu mình đủ sức để đánh được con đấy. Con cứ tưởng nó khỏe lắm. Rimrifin. Ồ. Ôi. Mấy con Indo đấy nó cái màu nó dị vậy. Vàng khe, hồng le, đỏ le. Ây. E sa tịch Rifin lại một con nữa nè. Lấy DNA luôn nè. Trời ơi, bắn nó la kìa. Kinh gì. Exotic Deinonychus. Ở đây cơ bát dụ gì đây. Trời. Ở đây dụ gì mà quấn nhau đầy vậy mấy cha. Ồ, đây mấy con Riffin Night King không à. Thằng dân chơi không đấy. Ở đây có con. Ở đây Riffin level 700. Ngon. Con này là phải bắt nè. Nhưng mà từ từ để mình coi coi mấy cái con. Con này vàng khừ à. Quá chè. Con này hình như là mình có được DNA rồi đúng không? Bây giờ nó chỉ thiếu cái Dragon Ball thôi. Bên kia con gì đây? Alorim 600. Rồi, Riffin 700. Bên kia alo 600 mà mắc. Con này 700 chưa mắc à, vãi nồi. Ảo thật đấy. Đã thôi. Mình hình như mình chưa bắt được con thú nào đó đánh lên turbo cao các bạn à. Mình toàn tự chơi bằng đạn của mình không à. Đúng không? Mình chưa bắn được cái con nào mà nó bắn lên turbo luôn á. Nó cào. Cào mình cái nào nó đau vãi chưởng nha, 1000+ đam lần đây. Con mình nhân vật mình chỉ có 20,000+ máu thôi. Ây da, đau quá. Mình phải hồi máu liên tục đấy, không là chết. Có bắn gì mà hộp ta. Bình thường thì mình người ta sẽ làm một cái bẫy để giữ cái con này lại, nhưng mà mình không chơi bẫy. Bắn chay luôn, cần gì bẫy, hơi chóng mặt tí thôi. Không biết các bạn có chóng mặt không chứ mình cũng hơi chóng mặt đấy. Ấy. Phải đi mình bắn con này trúng con kia. Quả này trâu phải nồi. Tí nữa nhớ hồi máu lên thôi, chết queo. Mình mất cỡ chừng gần nửa máu rồi kìa. Sao chơi được. Đủ đạn mà hồi nãy mình chế 100+ viên lận. Mình chỉ sợ xíu nữa nó gần xíu là nó bay thôi. Ôi nhiều khi mà đứng một chỗ nó bắn không được, nó cắn không được mà luôn ấy. Nhưng con này ngu rồi. Giờ chỉ cần mình để một góc nhìn thôi là được rồi. Nó cứ mỗi lần nó bay qua là mình đạp đạn xong là bắn dính à. Rồi vậy đi cho khỏe. Chỉ sợ xíu nữa là hết. Nó gần xỉu là nó bay đi à.
Đó đó đó, bắt đầu nó bay đi kìa, thấy không? Giữa trứng nó bay đi rồi đấy. Bây giờ là phải dược cái nè. Ấy, 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 ấy. $21.9 rồi. Úi giá thục. Tao đứng đây mà mày còn không dí nữa à? Thôi con này chỉ sẵn đi bộ luôn, hết target mình rồi. Kì vậy? Aesthetic alo. Aesthetic mà màu đỏ. Aesthetic phải màu vàng chứ. Ở nhà mình cũng có con alo đó, cần được tiến hóa sau này. Rồi, ố bại luôn con chó này, từ từ lấy cái đi này nó cái đã. $26 rồi kìa, ô bắn nãy giờ cũng quá chạy đậu đấy. Ở trong đấy nó không cho mình chắc vô mấy con thú nhờ, khi nào mà nó xỉu thì mình mới chắc được thì phải. Chứ đang bắn giữa chừng là nó đâu có cho mình chắc vô mấy cái con thú đâu. Đứng lại đó, đứng lại đó. Bay đi đâu? Chịu khuất phục đi, đừng bay nữa. Ừ, qua đây, qua đây, qua đây. Quay lại đây. Sắp xỉu rồi đó. 28.7 trên 32.8 rồi. Cực nhờ. Về sau còn cái đạn nào bắn xỉu nhiều hơn đạn rim này nữa không ta? Mình upgrade lên luôn. Càng nhiều càng tốt. Hình như cái mod Replus này họ mới cập nhật thêm cái đạn gì 900k turbo á. Nhưng mà cái đạn nó chế vãi nồi lắm. Đây nè, cái này nè, 900.000 turbo. Cái này phải giết Legendary Boss mới unlock được cái này. Nhưng mà chế nó cũng khó nữa cơ. Chắc mình cứ gọi là chơi bên đạn stream thôi. Bên đây dễ chế hơn bên kia nhiều. Bay quá bay rồi. Sắp rồi. Chắc tầm 3 viên nữa nó xỉu. Ơ mình mà không có đồ bay là chắc nãy giờ ngu người với con này luôn rồi đó. Viên nữa xỉu. Xỉu. Ui da hụt. Mày hả bưởi. Mày bay tới tận cùng của map rồi đúng không? Tận cùng của map rồi. Ủa. Xong chúng. Ui lắc kìa. Hè cánh nè. Hơ. Con này bay tới cuối map luôn à.
Trời ơi, mất cả đống đạn như con này luôn. Ồ, con này ăn có 3 cục rồi hả? Khỏe vậy. Mà bắn hơi mệt. Rồi cho nó này khác đi. Yeah 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 yeah. Rồi. Let's go. Nãy giờ cũng đã bắt được xong con nước phin rim mà con này mệt vãi tèo. Mình còn phải quay lại lấy cái mấy cái DNA nữa cơ. Ô, con này sao rớt dưới đây rồi? Con đó mình có rồi, chỉ chú trọng đến mấy cái con khác thôi. Con này là Elemental hả? Elemental như chưa tới ra đúng không? Ô, nhưng mà cứ kệ đây, mình cứ lấy nguyên liệu trước đi ha. Lấy trước, rồi sau này kiếm bọn này không biết kiếm đâu nữa. Giờ có cơ hội thì mình lấy trước luôn. Chạy nè, đó. Con này được cái não. Đánh nhau 800 hiệp nữa chưa chết luôn hả? Lâu vậy? Ơ, mình có bắt cái con Alorim này không ta? Con này cũng khỏe hết đấy đấy. Nhưng mà mình đang muốn bắt cái con... Phải chi mà có cái con Rim Gigan hay là Rim Rex nhờ? Mà như chưa có con đó. Ui, Aretavis 750 luôn kìa, max level luôn. Đã vậy? Nhưng mà cái thanh kia nó hiện là không có nâng được speed cho mấy con chim mà. Ủa, tại sao vậy ta? Sợ nó bay nhanh quá lắc hay gì mà nó không cho mình bắt, nó không nâng speed được mấy con thú bay nhờ. Kỳ cục ghê. Thôi đi về. Kệ đi, con này chắc khỏi đi ha. Từ từ đi, tập sau bắt. Tập này mình muốn gọi là bắt một con Rim và sau đó mình đi đánh thử cái boss bên cái mod Whiplash thử coi. Để xem sức mạnh của nó như thế nào. Nhưng mà đương đầu với lại mấy con boss. Ê, con này cần yên tắc không mà đúng không? Ừ, con này đâu cần yên đâu. Từ, để mình qua kia mình bỏ mấy cái nguyên liệu. Để đỡ nhầm lẫn. Mấy con kia lớn rồi nè. Ui. Rồi, ok. Quay. Về sau có cái, nó tiến hóa lên cái gì sao nhờ mà ở đây tiến có cái này mới nè, này mình lần đầu thấy luôn á. You this show on your nuclear. Hình như là mình tem được cái con nuclear agent. Sau đấy mình bỏ cái này vào là mình tiến hóa lên được Heavenly hả? Mình nghĩ vậy á. Nhưng mà lúc nào mình bắt được cái con Agentavik Nuclear đã là tính sau nhỉ. Tò mò thế nhờ. Không biết nó sẽ như thế nào. Ui.
Ui dồi ôi, bay nhanh vãi chưởng. Ngon. Được á, được á. Con này vừa bay nhanh vừa đem to nè, hợp lý. Tuyệt vời. Ừ, bay mày bay nhanh bằng tao à. Con này trâu vậy. Chết đi, chết đi, mày đâu hả bưởi. Ồ, lên nó ít level vậy. Chắc phải đi giết con Alpha T-Rex lên level nhiều lắm. Đi kiếm Alpha T-Rex á, farm level sướng. Ôi, gì đây? Oh, Fallen Thylacoleo. Ôi, con đấy như mình chưa giết thử nha. Ở nhà mình cũng có một con ngay dưới chân nhà đúng không á, nhưng mà mình chưa từng giết cái con này. Tí lấy con gấu tán thử không trời. Ừ, nhưng mà khoan, để mình farm level cho con này cái đã. Lên được 200 mấy nè. Từ để mình nâng một phát cho nó mắc đem luôn đi. Rồi, nâng cho máu 19.000 đam à. Ôi, cạp được 2.700.000. Nhưng mà cái con này hình như là quan trọng nó là cái chiêu gọi là xà xuống đập á, xà xuống cào như là gấp 10 lần đam. Thử coi. Kìa, sao có 4.600.000 vậy, ít vậy. Trời ơi, mình tưởng là nhân 10, ai ngờ gấp đôi vậy. Cứ tưởng nhân 10 thì khỏe luôn. Ui, nhanh phết. Wow, stamina rất phin. Các bạn nhìn cái con này mà chơi bên official rồi nó giết. Rồi bao giờ nó bay hết stamina. Quái nồi. Rồi đó, cái con này mạnh đấy. Farm level lên ngon rồi. Đâu rồi? Ủa, con Thylacoleo hồi nãy đâu rồi ta? À đây. Mình sẽ giết thử cái con này để xem nó sẽ cho mình cái gì. Mình sẽ lấy con gấu ra tiếp vậy. Rồi rót đai bia ra, khỏe chơi coi. Lộn chơi. Lộn chơi bro. Yo. Mày. Ôi. Bị cái lửa gì đốt gì kìa. Mày. Chóng mặt nha. Cắn thì cắn đại đi mày. Sang hoài nè. Ờ, mới được cái gì ấy nhờ. Nhưng mà khoan, farm gia tiếp. Đó. Ồ, mà con này ít da hơn cái con Aritavit hồi nãy nhờ.
gấu này vẫn khỏe, gấu tán vãi bìu luôn. Toxic Red nè, Night King Red. Ôi dồi ôi, nhiều thế. Giết con này xong nó cho gì đây? Thylacole Hook Claw. Oh, cái này bỏ vô người con Fairy Saber hay là nó tiến hóa lên Fallen Thyla hả trời? Ảo thật đấy, chả biết nữa bạn ơi. Ui, có được cái crystal đen 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 rồi nè. À, vậy là tập này mình đã thử quánh với lại hai cái con, cái con chùm ở bên cái mod Supreme mình thử nó cho cái gì rồi đấy các bạn xem rồi đó. Nhưng mà không biết sao mà nó chỉ có level 1 thôi à. Nhưng mà 50 triệu máu lận. Nó mà level cao hơn chắc là máu nhiều hơn nữa đấy, mấy trăm triệu có khi là vài tỷ. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ gọi là chế tạo. Ủa. Ai đù. Đù 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 đù. Lâu rồi mới cái thời tiết nó mới quay lại nè các bạn. Các bạn nhớ thời tiết này không? Cái gì mà tuyết mưa đá gì đó. Nhớ không các bạn? Ủa, hết rồi. Vừa có đường xíu sao hết. Mất tiêu rồi. Từ nha, cái hồi nãy chế ở đâu vậy? Ờ, quy cộng workshop. Mấy cái này chế trên người. Quy cộng workshop. Từ bỏ gỗ vô cho nó. Đâu rồi, đây 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 đây. Summon bot. Mình nghĩ cái này chắc phải đi xa ra khỏi khu nhà. Ơ, nhiều khi mình qua bên cái lồng kia mình đó. Ừ, mình qua bên cái lồng mình gọi ra bên đó quýnh lộn thử coi. Là khỏi có đứa nào can thiệp vô. Ồ, bên này cũng làm ra một cái tế đàn giống như là bên bên kia. Ui, hình như cái này nó bắt trước ở bên kia luôn á các bạn. Quá trời đầu. Hay nhờ. Nó cũng kiểu giống giống nè các bạn thấy không? Ê, từ nha. Sao các bạn nhìn mấy cái ký tự ở trên cái cổng bên Supreme nè, xong rồi nhìn qua bên đây nè, y chang luôn á. Thiệt nè. Cái vòng tròn nè, rồi có cái móc móc bên đây là vòng tròn móc móc nó y chang luôn, khác vậy luôn. Ê, hình như cái mod Weblot này nó bê nguyên cái này qua luôn á, nhưng mà chỉ là không có cái con ở giữa này thôi. Quá nồi. Ảo thật đấy. Ui, cái gì đây? Crafting anyway, Blurin will heal, will bottle after Richard Simon. Ui, cái này là cái con què gì em chả biết nữa. Làm sao để làm được cái này vậy? Đồ. Bên này boss nhiều lắm. Ôi, toàn mấy dân chơi gì không à. Ngon nha. Từ từ. Cơ bản đầu tiên là mấy cái con này nè. Alpha Ice Gen Boss. Defeat Boss sẽ cho các bạn được quy cộng Dragon Ball. Đúng rồi, giết mấy con boss này nó cho Ngọc Rồng nè. Mẹ, nhưng mà nó kiếm mấy cái này ở đâu ra vậy trời. Mấy cái này hình như là ở nhà mình cũng có đó, nhưng mà mình chưa có không biết đủ không ta. Alpha Hurt Megalodon là chắc chắn là không có nè. Mình nghĩ cái mấy cái này tập sau mình đi farm đi, chứ bây giờ là không có rồi đó. Alpha là yếu nhất, xong rồi lên Aesthetic đúng không? Aesthetic nó sẽ cần cái gì vậy? Aesthetic thì nó cần mấy cái DNA. Ôi, mấy cái này nó cần cũng nhiều đồ phết đó. Nó cần diamond ingot nhiều lắm. Alpha Hurt Toxic thì sẽ cần mấy cái sâu của con thú nè. Elemental thì cần mấy cái não.
Rồi lên tiếp là Inferno là cần răng của bọn thú. Xong rồi lên tiếp tục là Night King. Night King là xương. Xong rồi lên Shadow. Shadow này là cần mấy cái feather, là mấy cái lông của mấy cái con hệ Shadow. Xong rồi lên tiếp là Legend. Legend là xịn nhất hiện tại. Sau này mình nghĩ chắc là sẽ lên thêm cái hệ Mai TH nữa. Sau Legend là Mai TH. Nè, ui, kiếm được Ngọc Rồng huyền thoại nè. Nó cần mấy cái đồ gọi là khủng khủng không á. Quả chưởng. Mắt của con Gigant nè, Legend. Về sau đi thu thập mấy cái này là kiểu gặp con nào cũng phải bắn xỉu để mà mình lấy đồ trong người nó. Ok nha. Bữa giờ mình chỉ mới lấy được của cái con Exotic với lại Toxic à. Elemental thì vài vài con thôi. Inferno thì chưa nè, chưa bắn xỉu con Inferno nữa luôn. Night King cũng vậy. Thì ra là nó cần Diamond Ingot với lại mấy cái leaf lá hả, mấy này cần nhiều lắm. Ôi về sau farm mấy cái này thôi, Diamond Ingot một nùi luôn, quá chè. Nhưng mà trong người mình hình như là có mấy cái đồ boss gì nữa. Hồi nãy mình thấy cái gì mà chế có một tháp thôi. Đâu ta? Đây nè mấy cái này nè. Cái này là cái gì ạ? Mình chế thử cái này các bạn. Khoan 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 để mình thử coi nó là cái gì vậy. Để xí để xí. Farm tháp cho mình coi, mình gọi trong này có nó ra boss không hay là cái gì đây. Đâu rồi, đâu rồi, mấy cái con này là cái gì đây? Behemoth boss. Thử gọi này coi. Nè làm được ba cái này là xâm là boss trong này luôn hả ta? Phải không? Cái quần què gì vậy? Trời. Trời. Hả? Chết rồi, cái quần què gì đây? Ôi giời ơi, ở đây toàn mấy boss ông nội không à. Sao dám xuống, sao dám win. Cái con tài con này có 8. Ủa có nhạc luôn, chết tôi. Chơi ngu hả bạn ơi. Ở đây toàn Night King không. Để thôi. Dạ. Ôi mình khóc. Vãi lồi nhạc à, căng thế nhờ. Ui, không biết là nhà này có bản quyền hay không nữa các bạn. Từ lần sau chắc là mình sẽ thoát ra mình vô mình kiểm tra thử coi ở mấy cái thư mục nhạc này làm sao để xóa giống như là cái mod Paranoid vậy đó, chứ không thôi là ăn nhạc bản quyền là sắp mặt. Sợ lắm. À, hết hồn men. Trời ơi, hồi trước mình cũng đã thử xâm con đó rồi nhưng mà nó bị lỗi không có được. Tự nhiên bây giờ gọi ra trong nó được luôn kìa. Thở vãi. Ui, ui, ui mình đã cầm hai con boss này. Thôi chết đây, cái này mà gọi trong vườn thú mình là đi luôn á. Không, chắc chắn là không có nào sống hết trơn á. Ê, từ. Nói chung là mình cũng sẽ thử gọi là xâm ra cho các bạn xem thử để xem nó như thế nào nha. Hơ. Ghê vậy. Thử xem nó cho biết thôi. Lỡ lao nè mà. Xem nó thử vào đây cho các bạn coi. Em nó ra con quần què vậy đây. Behemoth boss. Nhạc 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 again, nhạc again, nhạc nhẽo đâu hết cả đầu.
Trời ơi, má gấu. Ồ, gấu này nó ghi tem, nó ghi tem bằng cái alpha cái bột kìa. Nhưng mà làm quần què vậy có cái thanh xỉu đâu mà bắn xỉu nó mà tem. Nó là boss mà. Thêm con nữa cho biết coi. Con heo boss này là con gì đây? Ô dè, ô dè, ô dè, ô dè. Trời ơi. Tôi nghe thấy tiếng nhạc đó, bạn nào nghe không? Cho sỏ nhìn như Mai TH vậy đấy. Bây giờ chắc chắn là mình chưa đánh lại con này đâu. Ba con boss khủng. Con này con lấy gần 10 tỷ máu mà sao chơi lại. Mình nghĩ là bây giờ mình phải kiếm một con nó xịn xịn mới ra đánh lại các bạn ơi. Để đánh không lại đâu. Chết á. Thú rim đam cao mình còn chưa có nữa mà. Sao mà muốn là mấy con này được. Ghê quá, ghê quá. Ghê quá các bạn ơi. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà. Chưa biết mấy con này nó đánh được bao nhiêu đam nữa. Sợ ha. Ui da, què vậy? Sao mày thấy tao? Sao nó đang bật chế độ tàng hình mà. Nào, xem qua tiến hóa được con gì đây. E sa tịch gigan. Ủa, mấy này ngộ ghê ta. Gigan nè, mantis nè. Megatherium. Red Spino. Terry. Dodorek. Ồ, mà tiến hóa được cái con Shadow Man luôn nè. Lên luôn nhá. Lên thử con Shadow Man lên Aesthetic coi. Yo. Con này hồi nữa mình muốn tiến hóa lên Maximum nè, để mình còn di chuyển nữa. Lên. Ta-da. Con này không có sợ mất yên, tại vì yên nó là có sẵn trong người luôn mà. Đồ. Nhưng mà cái con này nó tiến hóa từ con cái thành con đực luôn nè, quá trời đâu. Hồi nãy dưới chân nó đâu có mấy cái vuốt vuốt này đâu, mấy cái lông này đâu. Tự nhiên giờ thành con đực luôn kìa, quá nồi. Ảo thật đấy. Rồi, đẹp trai liền. Tại sao con này kiểu gì cũng phải tiến hóa lên Maximum thôi. Tiến hóa lên Max để mà còn đi quánh lộn nữa. Rồi đi pha một tí level cho con này đi. And pew. Con Shadow Man này lỡ lắm không biết sao. Tại vì khi mà mình đánh nhau á, mình đánh càng lâu thì con này nó càng được giảm đam. Ngon lắm. Ồ, con này nâng đam nhanh, nó bị lắc kìa. C là tàng hình đấy. Các bạn thấy nó đánh con mình càng giảm đam không? Được không? Từ 3.000 mấy xuống còn có 1.000 mấy thôi nè. Sao đâu bạn này nó hay lắm. Xong rồi các bạn khi mà đánh xong rồi các bạn đè dùng cái là nó có cái skill khi mà cái thanh nổ các bạn full đó. Nó cào một cái đó là sát thương được tăng lên thêm hình như gấp 10 lần rồi phải. Tuyệt kỹ alpha, bạc. Con này đỡ này đâu vậy? Thôi, chịu mấy máu luôn à. Sao máu trâu à?
level cao, máu có nhiều mấy lần. Úi trời ơi, con này mệt luôn. Con này auto glitch nó bị lắc. Yeah, linh con này màu xanh lá cây ạ. Con này bay. Ui, thích vãi chưởng. Con này chơi bên official thích bắt con này cực, con này mạnh cực kỳ luôn. Ui, đó. Bay cũng nhanh. À, nhầm, bơi dưới nước cũng nhanh nữa cơ. Có cái gì đây? Alpha Rock Golem Elemental. Ui, con này cũng bắt được hả? Level max luôn kìa, 750. Cạp cho mấy cái con này không được ta. Cạp cho con mấy con này thì là không có tiền. Cục đá giữa trời. Ui, rồi xuống đây cạp tí luyện level luôn. Rồi, bao nhiêu máu lắm. Được đồ tắt rồi mà vật vẫn bị nó quánh xỉu là như thế nào, quánh rớt thú kìa. Dạ đây, dạ đây, dạ đây ông cháu ơi. Ừ, cào chết cục bọn nó. Cảm giác bơi, sao bơi dưới nước chậm vậy? Ôi, xuống trên không. Phát mắc là vô mắc đam cho em nói trước nè. Từ máu đang là 36 à, để mình nâng cho mắt luôn đi. Rồi, 200. Rồi, giờ nâng sẽ bít kèm nó lên để cho nó nhanh. Stamina nữa. Rồi, chiến binh này là hơi bị chiến nhá, 6.8 triệu máu kìa. Úi xồ ôi, bay một phát một lời rút luôn. Rồi, ủa tại sao cái chiêu gầm đáng lý nó phải đam to hơn chứ, tại sao nó lại bé hơn cái đam thường vậy trời? Chắc là có gì đó nó sai sai đây rồi. Cái chiêu đó là chiêu gồng nổ maximum lên mà nó cào được có phân nửa đam à. Nó cao bình thường là 90.000 rồi nè.
Đó, cái dưa giò này mình cạo nhanh như vậy còn có 45 mà. Đúng bằng một nửa luôn á. Cái gì? Từ kỳ alpha, bạc 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 bạc. Ui ôi chết lần 4 con. Mau chóng tiến hóa con này lên cái cấp tiếp theo thôi, tu xích thôi. Nghỉ, được rồi. Tập này gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Đó, ngày nào cũng làm clip tiếng hồ cho bạn coi phê vãi nồi. Bạn nào xem tới đây rồi thì các bạn nhớ dành ra vài giây kéo xuống dưới like clip để đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Bye bye. Chúc các bạn có một buổi trưa vui vẻ và mát lành.